Bây giờ một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới. Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa thầy, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Judas kẻ nộp người cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Đó là lời Chúa. Judas là hình ảnh như thế. Khi
soi sáng cho chúng ta và làm cho chúng ta có niềm hy vọng. Nếu như ăn năn sám hối của chúng ta không đem lại hy vọng mà chỉ làm cho chúng ta chán nản, thất vọng, thì đó là chúng ta sám hối không đúng. Sám hối đích thật đó là đón nhận niềm hy vọng vào Chúa Giêsu. Trang Thánh Kinh nói về Giuđa hôm nay mà Matthew thuật lại để giúp cho chúng ta suy nghĩ không phải là về số phận của Giuđa cho bằng, suy nghĩ về thân phận cuộc sống của mình. Nếu chúng ta dứt bỏ tình bạn với Chúa Giêsu, nếu không còn muốn